Trong khi các hoạt động kinh tế yếu kém vẫn tiếp diễn, dữ liệu của Tổng cục Thống kê trong tháng 5 đang cho thấy một vài dấu hiệu cải thiện. Dữ liệu tháng 5 tiết lộ một số dấu hiệu đáng khích lệ về sự hồi phục trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, việc tiếp tục theo dõi là cần thiết để đánh giá tính bền vững của sự hồi phục, chủ yếu do nhu cầu tiếp tục giảm từ các thị trường chính như Mỹ và châu Âu. Cụ thể, xuất khẩu đạt 29 tỷ USD, giảm 5,9% và nhập khẩu giảm 18,4% so với cùng kỳ, cải thiện hơn so với mức giảm ghi nhận trong tháng 4. Trong khi đó, đáng chú ý là hoạt động nhập khẩu đã giảm nhẹ hơn ở một số mặt hàng chủ chốt, chẳng hạn như điện thoại cho thấy mức giảm chỉ 56% so với mức giảm cao 64% trong tháng 4. Tương tự, máy tính và sản phẩm điện tử giảm 9,7% so với mức giảm 19,6% ghi nhận trong tháng trước đó. Trong tháng 5, các hoạt động của nhà máy chứng kiến sự sụt giảm nhẹ. Trên thực tế, chỉ số sản xuất đã giảm 0,5% so với cùng kỳ, xấu đi so với mức tăng nhẹ 0,2% trước đó được ghi nhận. Tính đến hết 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất chung đã giảm 2,5%, với nguyên nhân là do hoạt động kinh tế toàn cầu suy giảm và chính sách thắt chặt tiền tệ được thực hiện ở các quốc gia khiến nhu cầu tiêu dùng từ các đối tác thương mại lớn giảm, dẫn đến đơn hàng xuất khẩu và sản lượng yếu đi. Trong khi đó, chỉ số PMI sản xuất cũng giảm xuống 45,3 điểm từ mức 46,7 điểm trong tháng 4. Điều đó cho thấy khu vực sản xuất tư nhân tiến sâu hơn vào vùng suy giảm trong tháng 5, khi sản lượng và đơn đặt hàng mới liên tiếp suy yếu, dẫn đến việc các công ty cắt và thắt chặt việc làm, theo đó niềm tin kinh doanh tiếp tục suy yếu. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có thể rơi vào tình trạng suy thoái lâu hơn dự kiến. Do đó, dữ liệu sắp tới sẽ là chìa khóa cho việc cung cấp bất kỳ tín hiệu cải thiện sớm nào. Điều đáng khích lệ ở khu vực sản xuất là áp lực chi phí đầu vào hạ nhiệt và là tiền đề để các nhà sản xuất giảm giá hàng bán thúc đẩy nhu cầu. Theo bình luận của S&P Global Market Intelligence, thì nhu cầu hàng hóa đầu vào giảm đã giảm áp lực còn lại với chuỗi cung ứng. Nhờ đó, thời gian giao hàng đã rút ngắn và chi phí đầu vào giảm. Trong khi niềm tin kinh doanh tiếp tục suy giảm trong tháng 5, vẫn có những hy vọng trong các công ty rằng tình trạng sẽ hồi phục trong những tháng tới. Do đó, những dữ liệu sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra bất kỳ tín hiệu cải thiện nào. Điểm nhấn tiếp theo nằm ở con số FDI. Thực hiện FDI từ đầu năm đến nay được cải thiện trong tháng thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó, cam kết FDI đầu năm cũng giảm với tốc độ nhẹ hơn là 7,3% so với cùng kỳ. Do vốn FDI đăng ký mới tăng 28% so với mức giảm 53% ghi nhận trong 5 tháng năm 2022. Điều này có thể chủ yếu là do sự gia tăng các cam kết mới từ Trung Quốc, quốc gia đứng đầu về cam kết FDI theo điểm đến trong tháng 5. Ngoài ra, số vốn góp cổ phần cũng tăng 67% trong 5 tháng đầu năm, cho thấy hoạt động M&A đang diễn ra mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ tăng 11,5% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng thứ 15 liên tiếp tăng trưởng vững chắc, mặc dù hiệu ứng cơ sở thấp đang giảm dần. Xu hướng tích cực này có thể là do nhu cầu hồi phục từ tiêu dùng trong nước đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, chiếm 35% tổng doanh thu hàng hóa. Ngoài ra, sự hồi phục nhanh chóng của ngành du lịch cũng đã thúc đẩy doanh thu từ lưu trú, ăn uống cũng như dịch vụ du lịch tăng lần lượt 22,1% và 89,4% từ đầu năm. Trong khi đó, chỉ số CPI cơ bản trong tháng 5 tiếp tục giảm xuống 2,43%, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022 nhờ vào chi phí vận tải hạ nhiệt. Ngược lại, lạm phát cơ bản vẫn tăng 4,54% so với cùng kỳ, cho thấy Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lạm phát khi áp dụng các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Những con số vĩ mô trái chiều cho thấy một bức tranh còn nhiều nghi ngại đối với chặng đường hồi phục đầy khó khăn của Việt Nam. Có lẽ cũng chính vì vậy mà các biện pháp nới lỏng và các chỉ thị liên tiếp được đưa ra để hỗ trợ nền kinh tế và hoạt động sản xuất đang trở nên đình trệ. Với lần thứ 3 điều chỉnh lãi suất điều hành, đa số lãi suất định hướng đều đã giảm về mức trước Covid-19, thậm chí thấp hơn mức trước. Nhưng tính đến 5 tháng đầu năm, việc hấp thụ tín dụng vẫn chỉ ở mức khiêm tốn dưới 3%, cho thấy nội tại nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn cần thời gian để tháo gỡ và hấp thụ các chính sách tiền tệ mới. Để biết thêm thông tin chi tiết và chuyên sâu về các sự kiện kinh tế, về ngành và triển vọng doanh nghiệp liên quan đến các cơ hội đầu tư, quý nhà đầu tư có thể tham khảo các buổi livestream định kỳ của HSC và tham gia các buổi hội thảo online dành riêng cho quý nhà đầu tư của HSC.